xin chào tất cả mọi người nha. Lâu lắm rồi lại quay lại với mọi người. Thì mùa hè đến như thế này rồi ấy, thì thời tiết rất là hay ô nhiễm luôn. Nên là cái việc bảo vệ da của mình rất là quan trọng. Nô thấy dạo này mọi người cũng hay hỏi nô rất là nhiều. Có nghĩa là những cái thành phần liên quan đến da của mình, cái bí quyết liên quan đến da của mình, làm sao chăm sóc da mình căng bóng mịn màng mà không có một vết mụn nào trên mặt nhá. Thì hôm nay nô cũng bật mí luôn là một cái em sản phẩm mà nô cũng đang dùng là em serum thảo dược Ngọc Linh Sông này đây nhá, rất là hot luôn. Cái em sản phẩm này thì trị mụn và tất cả những cái vấn đề liên quan đến da của mình cực kỳ là tốt. Thì trong đây có các thành phần như thế nào thì bây giờ nô với mọi người cùng xem nhá, xem là sao cái sản phẩm này nó lại cực kỳ là hot như thế nhá. Thì trong cái thành phần của cái em Ngọc Linh Sâm này thì chứa nhân sâm là cái đầu tiên, ngọc trai, tinh nghệ tươi, mật ong và cái linh chi nữa, tổng hợp của rất là nhiều các loại thảo dược quý hiếm. Thì cái em này có tác dụng là trị mụn nám tàn nhang rất là hiệu quả luôn. Ngoài ra thì nó có rất là nhiều các công dụng sau nhá. Tôi sẽ nói ra một loạt công dụng mà em này mang lại cho mình hiệu quả nhá. Đầu tiên là điều trị tất cả các loại mụn như mụn bọc, sưng mủ rồi các thứ rất là nhiều đấy. Cái thứ hai là điều trị da viêm nhiễm do mà mình xài mỹ phẩm quá là nhiều. Thứ ba là điều trị bã nhờn, chất nhờn mà tiết ra trên da của mình này, rất là tốt. Ngoài ra thì cái em sản phẩm này có một cái điểm cộng nữa là giúp cho cái làn da của mình điều trị tàn nhang sau khi sinh thì cực kỳ là tốt luôn. Điều trị cái làn da của mình tiết bã nhờn không đều này, và da của mình không đều màu loang lổ này. Và cái em này thì còn giúp là điều trị da, sắc tố da cực kỳ tốt, tái tạo cái làn da của mình láng mịn và trắng hồng hào. Nô cũng sử dụng được một khoảng thời gian rồi. Đấy, cái này chai này là Nô mới order về. Đấy là còn nguyên si luôn, mới order về luôn là BA luôn cho tất cả các tình yêu luôn. Thì cái em sản phẩm này xài rất là đơn giản luôn nhá. Trước khi chúng ta sử dụng thì chúng ta rửa mặt thật là sạch. Và Nô cũng khuyên là nếu mà da của mình bị mụn ý, thì nên lấy cồi bên trong ra. Nên lấy cồi bên trong da để cho cái sản phẩm này thẩm thấu vào trong da để xài tốt hơn, dễ thẩm thấu vào trong da hơn và có hiệu quả hơn nhá. Các tình yêu rửa mặt bằng nước lạnh hoặc là bằng bột rửa mặt ấy, xong rồi để cho nó khô tự nhiên nhá. Xong rồi lấy một phần ở trong đây, lấy trong đây ra này, cái tinh chất ở bên trong nó sẽ như thế này nhá. Đấy mọi người này, đấy là cho vào lòng bàn tay, xong rồi mọi người sẽ bôi quanh cái gò má này, hai bên gò má này, mũi và trán và cằm và xung quanh đây. Và một cái nữa là mọi người nên bôi tránh xa cái vùng mắt của mình, càng xa càng tốt nhé, nghĩa là tránh xa ra. Đấy là sẽ sử dụng 2 đến 3 lần mỗi ngày và mỗi lần cách nhau từ 3 đến 4 tiếng. Và khi chúng ta sử dụng cái sản phẩm này thì sẽ có hiện tượng ngứa, rát và đỏ ấy. Đấy là cái hiện tượng rất là bình thường. Nếu mà mọi người thấy cái hiện tượng mà nó rát, nó đỏ quá thì mọi người có thể dùng từ 2 đến 7 ngày cho nó bớt đỏ đi nhá. Rồi mọi người lại tiếp tục sử dụng cái sản phẩm này thì sau đấy thì mọi người sẽ có một cái làn da căng bóng và mịn màng như Nô bây giờ nhá. Đấy, mình cứ có cái sản phẩm nó tốt là mình sẽ BA cho mọi người thôi. Sẽ giới thiệu đến ngay cho tất cả các tình yêu là các tình yêu có một cái làn da đẹp và trẻ khỏe nhá. Chúc tất cả các tình yêu luôn trẻ đẹp và có một làn da thật là tươi sáng.